Welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Yên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chị cũng cô đơn khá lâu rồi và bây giờ muốn tìm cho mình một nửa yêu thương. Nào mời cả nhà chúng ta cùng nghe chia sẻ của chị ấy nhé. Chào chị ha, chị có thể cho em biết chị tên gì và chị chào cộng đồng mạng được không chị? Chị chào Nguyên. Chào tất cả anh em cô bác trên cộng đồng mạng. Tôi tên Nguyễn Thị Mai. Dạ, chị hiện tại đang sống ở đâu vậy chị? Chị giờ ở Đà Lạt. Khi chị gọi cho em á thì chị có điều gì cần bày tỏ với em vậy chị? Chị muốn nhờ Quyên kết nối giùm chị kiếm được bạn trăm năm sống tới hết cuộc đời này. Dạ. Chị có thể cho em biết tình trạng hôn nhân gia đình của chị không? Gia đình chị thì ly dị, chị với ông là chia tay năm 2006 vậy. Ồ, cũng mười mấy năm rồi hả chị? Chị có bốn đứa con mà giờ nó có gia đình ba đứa rồi con. Hiện tại là chị đang sống với con chị hả? Hiện tại giờ đang sống với đứa con gái đó, có chồng ở Đà Lạt nè. Dạ. Chị sang Mỹ lâu chưa chị? Chắc lâu rồi. Ngay 30 năm rồi. Dạ. Quê chị ở đâu ở Việt Nam? Ở miền Tây cô, Sóc Trăng. Sóc Trăng. Nghe yeah, nói giống như mấy người miền quá hả? Đâu có đâu. Chuyện trắng tươi mà. Tại nước da trắng chứ lai. Dạ. Chị sinh năm mấy vậy chị? Năm 1956. Chị có về Việt Nam thường không? Cũng về 3 lần rồi mà về lâu rồi. Còn về năm 2008 rồi nay mới về. Hiện tại chị có đi làm gì không chị? Chị thì sai rồi, tôi đâu có làm. Dạ. Bây giờ thì khỏe rồi ha, ở nhà relax thôi. Đi làm nhiều quá rồi, nuôi con rồi mệt mỏi quá rồi. Giờ tính kiếm người nào dẫn đi du lịch chơi nè. Dạ. Cùng đi du lịch, đi hưởng thụ ha. Tại vì làm gì quá lâu rồi hả? Việt Nam cũng mần cũng mệt mỏi qua đây mần 30 năm rồi cũng thấy mệt mỏi quá rồi. Giờ được kỳ thai cũng định đi kiếm người bạn để đi du lịch. Trước đây chị làm công việc gì chị? Qua Mỹ khổ quá, làm tùm lum việc hết trơn cô ơi. Rửa chén nhà hàng rồi đi đập ghẹ rồi lột co phít rồi làm đủ chuyện. Rồi chị đi làm hãng điện tử á. Được 3 năm mà chị mới mua qua đây. Chị ở bên taxi, em nghe nói như hãng điện tử cũng nhiều quá chị ha. Chị ở Đà Lạt, tại ở thành phố Gia Đình nè. Dạ. Gia Đình cô nè. Bây giờ về đây vừa hưu rồi, nhà, ở nhà với nhà con gái, nó hết chồng rồi. Dạ. Không có đi làm. Rồi con gái chị làm công việc gì? Nó đi làm nail. Thường thường á thì được đi làm vòng chơi, hôm nay là mùa Covid này chỉ ở nhà không nên buồn quá hả chị? Năm rồi mua vé máy bay rồi, tháng 2 về bà già mất mà không có về được, rồi tính mua vé về cái con Covid á, không có về được, chỉ chân Covid bỏ vé luôn. Thấy hôm nay dắt năm mà bỏ vé, không trả vé lại. Chị thấy cô Quyên ở trên
chỗ mà cái bức nè chị coi á, rồi Cũng thấy khá dễ lâu thương lâu lắm, ha. dễ thương mà đẹp. Thank you chị. Rồi, chị rồi chị có thể cho em biết sơ lý do vì sao chị với ông xã chia tay không? Ông xã chị anh đi làm thợ hàn, rồi cái mỗi lần chị ở New Orleans á, Dạ. Louisiana, rồi ổng đi lên New Orleans, ổng làm thợ hàn rồi cái ban đầu một tuần ổng chuyện là rồi sau cái hai tuần ổng mới chuyện lần ổng nói ổng gọi điện thoại chị ổng nói chị là ổng đi bạn bè đi mời bích đê rồi đi nhậu nhẹt này kia nên bữa đại tiệc để đồ đó giết rồi đi luôn không có cái gì nữa không biết. Lưu lình lại đâu chị? Là cũng ở Louisiana được luôn. Louisiana mà lúc đó chị làm chép bởi số điện thoại là chị mở đường ở làm chép 337 số đầu đó. Rồi là đi luôn tới nay là chị không gặp luôn á hả? Có gặp chứ đi đi rồi về về rồi quen với bà đó gọi điện thoại lại rồi chị hỏi ai rồi ông nói người ta bạn bè mời đi bạch đê rồi này kia rồi chị không nghe chị không chịu chị nói là cái người này chắc quen với ông chứ không có phải là bạn bè gì mời gì hết rồi chị mới nói chuyện với cái bà đó nói chuyện mà đó hỏi bả rồi bả nói bả quen thôi bả quen bạn rồi vợ chồng lục đục này kia rồi ổng nói giờ ổng thương bà đó để mà bà đó giờ ở chung với chị rồi chị làm lớn mà làm nhỏ gì đó rồi chị không chịu chị mới nói thôi nếu có bốn đứa con rồi nếu mà ông muốn ở đây với mẹ con tôi làm ăn thì ở còn ở thì ông đi theo người ta đi chứ không có làm lớn làm nhỏ nên tôi không có quen đấy làm lớn làm nhỏ ban đầu đi làm nhưng mà đi rồi về cuối tuần về ví dụ như ngày nào mà thứ bảy là tới thì về rồi nói bây giờ không có làm mà thêm một tham thì về cũng đưa tiền đưa đồ cho chị nuôi con vậy à, đáp bên đây tôi chị của con bạn bè gì ở chẳng quan hệ chị mới bắt điện thoại lúc đó cũng có con này nè mà đều không có thấy hình còn khi đó năm đó chưa chưa cho thấy hình có con thôi chứ không có thấy hình hiện tại lúc đó cái thằng nhỏ mới có 12 tuổi năm nay thằng đó là 30 tuổi rồi 18 năm rồi. Rồi anh có phụ chị tiền nuôi con không? Chu cấp tiền cho con nhỏ không? Đâu ổng đi chị muốn luật sư rồi cái ngày ra ra tòa là mời ổng không tới mà ổng bên bệnh ổng cũng muốn luật sư nữa rồi chị với ổng muốn làm phú đây á rồi bên bệnh luật sư bên bệnh nói chuyện luật sư bên đây thì nói là hai hai tụi bay không làm không thú rồi coi như vô fan vô fan mà nó có cha sĩ phó đó thì cha sĩ phó nó con không cha sĩ phó thôi chứ giờ đâu có xử gì được đâu như bạn bè thôi Ủa có cái mất mua gì đâu là không có hôn thú là không có cha xì phọt hả chị? không có chai xịt phọt người ta thì có chai xịt phọt nhưng mà phải bắt ông luật sư ổng nói là chị là bên luật sư bên kia nói với ổng vậy đó nếu mà muốn thì phải đưa tiền cho ổng ổng muốn cảnh sát tới nhà bắt á bắt ổng mấy chai xịt phọt được dạ thôi chị mất ông phiền thật bỏ luôn thật bỏ chị mần luôn cái nhỏ thì đâu làm lắm Lúc đó chị có được mấy đứa con chị? Bốn đứa hả? bốn đứa mà cái thằng lớn nó cũng lớn rồi không mấy tuổi còn đứa con gái thì 18 rồi còn đứa nhỏ 16 còn một đứa kế thì 12 vậy luôn có hai đứa nó rồi hai đứa nhỏ thôi cũng lớn lớn hết rồi cũng đỡ ha trời lớn cái mần cũng vất vả dữ lắm em ơi mần nuôi con cũng không nổi bị Rồi chị gì bao lâu chị mới về qua tắt xịt chị? đâu cái chị ở đó rồi sao rồi cái mấy cái nhỏ nó có chồng có con hết rồi nó đi hết rồi chị cũng
heo nó lên đây luôn nè, còn mấy cái kia thì nó còn ở dưới. Vậy là chị cũng còn con ở bên đây, ở bên Louisiana này. Chị còn hai đứa Luciana nó có chồng bây giờ, bạn nó thằng lớn nhỏ mới nó cưới 2 năm, còn con này thì bé thằng lớn nó qua ra lát thì nó cũng có boyfriend ở đây cũng là 5 năm mà chị qua đây 5 năm rồi. Chị coi video của em cũng lâu lâu hả? Chắc cũng tháng mấy rồi đó, chắc hôm bữa 21 là gì á. Dạ. Rồi chị coi là 2 ngày trước là chị mới gọi lại em người nhắn tin gì đó là không thấy gì trả lời. Dạ. Chị rồi chị coi cũng khá lâu lâu vậy á, chị có để ý được anh nào trên YouTube không? Trên video của em không? Nói để ý thì không dám để ý, tại vì không có biết là người ta có người gì, biết bây giờ chỉ có dần nhận ra gì đó, chị đang chơi chị thấy anh Sáu, anh Phạm Nhật Sáu gì đó. Anh Sáu? Phạm Nhật Sáu là ông ở cùng các sinh với mình thì chị chỉ nè. Ờ, các anh cũng hơi lâu lâu rồi ha. Anh đó hồi nào thì không biết, mà hôm qua khi chị coi chị thấy trên đó là chị thích ảnh á, tại vì chị thích biết biết chị thích ảnh sao không, chị ảnh là chuyện có vẻ hơi thật thà, không có chứ giờ không có mô biến mà không có nói kiểu mà thế chị thấy thì vậy, nhưng mà là ví dụ chị muốn kiếm một người bạn đời cho chị á, thì đức tính nào đầu tiên mà chị muốn có ở người bạn đời tương lai của chị? Chị thật sự đó chung thủy, mà với lại người đó là người miền Nam của mình đó. Người ở trong miền Tây á, dạ dạ Sài Gòn á. Dạ. Chị thích mấy người ở trong miền Tây rồi đó, giống như chị vậy đó. Chị thích người miền Tây ha. Nói chuyện giống như là không có cái kiểu mà người ta nói là dễ về kia đó, nói này nói nọ, nói người ta chịu chịu khó nghe lắm. Là ta nói là người miền Tây chân chất thật thà đó, nghĩ sao nói vậy á, phải không? Thì nghe nói anh đó ở Long Xuyên gì đó. Dạ. Thí dụ em sẽ làm video này gửi cho ảnh xem, thì nếu như ảnh thấy phù hợp thì điều đó là ok, nếu mà ảnh thấy không phù hợp á, thì một người khác muốn làm quen với chị á, thì chị có muốn làm quen với họ không? Cũng được, nhưng mà phải người nào mà lớn tuổi chứ người thai đồ này nọ để đi du lịch rồi, chứ còn người đi làm ăn đồ này kia là chắc không được. Nhỏ tuổi chị cũng không chịu, không có thích cái người mà nhỏ tuổi đó. Là lớn tuổi chút xíu để hai người cùng retire đi du lịch. Chị thích đi du lịch như vậy thì chị đã đi được những đâu rồi chị? Chị qua Mỹ đây chị đi cũng nhiều tiểu bang lắm rồi, chị có đi Hawaii đó, chị đi Cali chơi Las Vegas đó. Dạ. Cũng vui ha. Rồi. Đi với con chị đó. Dạ. Rồi. Chứ đâu có ai đâu, đi ra đó rồi mặt nó chơi, còn mặt chị đi chơi mình nha, đi lang thang dồn hay sợ gì. Thấy buồn quá à, đâu có. Đâu có vui gì đó. Phải có bạn đi mới vui phải không? Đi một mình rồi cũng đi với con thì nó đi với chồng với con nó, với nam mình thì mình đi theo bên vậy đó, thì đi ăn đi uống rồi đi chia rồi đi chơi cảnh này cảnh kia vậy đó, là coi như đi gia đình vậy đó. Dạ. Chị ngoài sở thích du lịch ra chị có sở thích nấu ăn không? Chị thì nấu ăn thì cũng được, mà đều thấy ai ăn muốn khen nó bỏ được cho. Chị nấu sức măng cua nè, nấu bún, nấu phở, đồ ăn, chứ con cái đồ ăn nha. Dạ. Yeah.
đầu cơm rồi cho con như lễ lộc hay là có đám tiệc rồi này nọ thì là mình có mua, mình có đi order. Vậy chắc chị nấu ăn ngon lắm ha. Theo chị thì thấy mấy đứa con ăn thì nó thích rồi đó, mà không biết đó. Mời bố có người bạn biết ăn là người ta thích không. Chị thí dụ một người mà để ý chị đi mà ở tiểu bang khác á, thì muốn chị qua tiểu bang của họ sinh sống á, thì chị có ok không, hay là chị muốn người đó phải qua tiểu bang của chị thôi? Chị nghĩ là đi đâu cũng được, nhưng mà Việt Nam là chị không không chịu đâu. Ở trong nước Mỹ à, cái nước khác cũng không chịu đâu. Muốn tìm người ở bên đất Mỹ này thôi. Ở trên nước Mỹ thôi phải không? Ở nước khác sợ bị di lạc. Nó xa xôi với lại rất là lúc mà mình không biết cái cũng Gia đình của chị có ai ở Việt Nam không gia đình chỉ còn ba bốn người anh em ở Việt Nam cũng chết hết mấy người gia đình chị tới 6 7 người anh em mà qua Mỹ có mình chị à mấy người đó không chịu đi. Có người vậy đó chị, thì có người, người ta thích ở Việt Nam vui hơn, còn ở bên Mỹ này lớn tuổi nó hơi buồn. anh em chị nói chung là không chịu đi, tại vì người nào cũng có sở làm ăn á, bây giờ con cháu đồ làm ăn có tiền bạc nữa, người ta không có miệng. Nói gì về Về mỗi năm có không? lần à, về có 3 lần, Qua 30 năm về có 3 lần thôi hả? một lần đầu á là 12 năm mới về, qua nước Mỹ 12 năm mới về, Lâu dữ vậy đó. về rồi qua lần sau á là hình như là mấy năm cỡ ra 2007 về rồi 2008 về về tiếp tục về, tại bà già còn sống á, bà già lúc đó già quá rồi còn sống rồi về chơi vui. Wow, lâu ghê luôn mới về ha. 30 năm mà về có 3 lần thôi. Ba lần với lại từ năm 2008 tới giờ thì đâu có về đâu. Tại em biết sao mình làm cái nuôi con đồ này nọ cho nó ăn đi học. Con chị thế nào cũng đi học ra có lẹt không? Lớp nuôi nó ở nhà rồi nó mượn tiền ăn đi học rồi nọ, chứ mình thì lo ra có lẹt cho nó không nổi. Cũng đi giờ nó ở nhà chung nhà vậy đó rồi nó đi học vậy đó. Đàn bà thì người nào cũng đâu có thích cho đàn ông uống rượu thuốc, nhưng mà cái đó là người ta thích thì mình phải bắt buộc mình phải đồng ý thôi, nhưng mà phải chứ dụ như là đám tiệc đồ vui chơi rồi này kia vậy là uống được vài ba lon được, chứ không phải mà uống mà tối ngày hay là uống say xỉn đồ này nọ là không được. Còn hút thuốc thì cũng hút vài ba điếu hay là ba bốn điếu gì cũng đám giỗ ở đám này đám kia thôi, chứ còn phục trong nhà hoài cũng thôi chịu nổi, cái mùa thuốc gì cũng chịu nổi. Dạ đúng rồi, hút thì có hút nhưng mà ít thôi phải không? Rượu thì cũng có thể uống nhưng mà cũng ít thôi, hạn chế thôi, đừng có nhiều quá. Uống kiểu mà đi đánh tiệc chứ uống mà mỗi ngày mà mỗi uống đó là chị không không sẽ chịu chấp nhận. Dạ, em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay ha. Em hy vọng sau video này á, thì sẽ giúp cho chị tìm được một nửa ha. Chị có lời nào chào cộng đồng mạng không chị? Trước hết là chị chào cộng đồng mạng với tôi xin cộng đồng mạng tại chị bây giờ cũng lớn tuổi rồi nhưng mà cũng buồn quá, chị muốn đi du lịch mà không có người, nhắn với anh Sáu có dịp nào mà anh có chấp nhận đi du lịch với chị không thì cho chị xin số điện thoại rồi nha. Ok chị, vậy ha, ba chị ha. Có gì gặp chị Cảm sau. ơn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn cảm thấy thích, vui lòng bấm like, share và subscribe kênh của mình nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại next video.